Xin chào các bạn, chào mừng các bạn kênh bước của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần AutoCAD làm 3D. Mình sẽ làm một số lệnh thôi, trong đây có nhiều lệnh lắm mà mình chưa có tham khảo hết nữa. Phần 3D này mình cũng chuyển với các bạn là mình sờ cũng lâu lắm rồi, từ hồi mình đi học mình mới sờ tới nó thôi, bây giờ mình không còn sờ tới nó nữa. Giờ mình sẽ tìm hiểu lại, mình chỉ cho các bạn nhé, bạn nào mình không biết về AutoCAD mình chỉ sang vùng nhìn 3D nhé. Đó thì là cái phần tạo những dạng khối có sẵn đó, đó như là khối hộp, khối khối trụ, khối cầu, khối hình hình kim tự tháp nè, khối chóp rồi khối chóp. Đó mấy cái này thì nó dễ hơn, nhập nhập thông số dài rộng rồi nhập chiều chiều cao, nó ra nó có ba giá trị thôi các bạn. Còn khối cầu chắc có một giá trị, chung là các bạn cứ thử nhé, là có thể là cái phần chút nhé. Thì mình sẽ vẽ mấy cái đường ngoặt ngoặt lên đây. Nói chung là làm nhanh lắm, cho các bạn biết về nó thôi, mất vô bài tập các bạn làm quen là các bạn hiểu. À xưa mình học mình cũng không có coi lý thuyết nhiều lắm đâu, mình coi sơ qua rồi mình làm bài tập nhiều tự động mình biết. Cái quan trọng nữa trong cái phần mà muốn tạo dạng khối đó là các bạn phải liên kết các đường này lại, nó bị rời rạc các bạn nhé. Phần rau cái phần này là reason đấy, không reason rồi các bạn kích thước các bạn chọn đi, đó thành một cái đường kiếm giống như trong cái phần mà bo đá đó, cái đường kiếm bấm chút thì nó sẽ lên chút nhé, chọn một cái enter nó lên, nhập số liệu được các bạn nhập. Ok mình làm sơ sơ cho các bạn thôi, mai mốt vô bài tập các bạn làm nhiều sẽ đó, có thể là phần revolve này, còn hai cái phần mấy phần kia thì để bữa nào mình làm bài tập đụng với nó mình sẽ nói nhé. Chứ bây giờ thời lượng không có, mình thời gian mình không có nhiều á, mình làm video ngắn ngắn thôi, mình làm video dài quá các bạn coi các bạn nhanh 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 chán, nhanh chán lắm. Đó. Rồi các bạn cắt bỏ phần nữa còn lại đi, revolve là nó sẽ xoay quanh một trục của nó, rồi các bạn cắt bỏ đi. Ok chim chim nhé, enter enter cắt bỏ đi. Rồi rồi sau cái phần bạn chọn quên mất, mình quên không có liên kết nó lại rồi, thì bạn liên kết nó lại nhé, nó reason là liên kết nó lại. Cái cuộc phiên bản các về sau nó cũng hoàn thiện dần các bạn ha, nó có các lệnh về xử lý bề 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 mặt này. Mình sự AutoCAD 2007 thì theo mình biết là chỉ có mấy cái lệnh tạo tạo khối thôi. Bây giờ nó là các bạn enter là mình nhập số góc 360 là một khối tròn hay là một khối nó bị khuyết đó, nhập giá trị nó vô enter luôn, nó cũng ra cái khối tròn này 240 chứ, enter đó nó bị khuyết ở một chỗ rồi đó. À, các bạn muốn cái lệnh này thì để mà tập mình nói nhé, tại mình vẽ nó cũng không có đâu, cũng hơi lâu đó. Cái lệnh liên kết hay là cắt bỏ hay là sale tạo thành mỏng mốt từ cái đầu fillet với lại chamfer không làm nhé, r nhập cái r vô cho nó nhé, là nó sẽ ra nha các bạn ha, nó r nhập nhập vô enter một cái. Nãy mình quên kích kích nó trước rồi. Ok rồi đó, chung cho các bạn hình dung mốt vô bài tập mình sẽ làm kỹ hơn. Fillet đây nhé, kích vô enter enter nhé, enter enter cái nữa. Ủa, sao kỳ đó, lỗi các bạn nhé. Kích vô R bằng 1 đúng không? R bằng 1. Enter. Enter cái nữa. Thì nó cái nó bị lỗi nha các bạn. À nhập một cái R nó vô. Một enter. Enter cái nữa. Đó, kích cái nó mới ra các bạn. Chung mà mình về mình cũng nghiên cứu lại cái đó. Đó cái phần này nói chung là rồi bài tập mình sẽ chỉ mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn nhé. Đây là mình vẽ trên cái bề mặt của nó nè, face
Ok. Đó thì các bạn muốn xoay nhìn nó, bạn xoay cái phần này nhé. Đó, xoay. Đó, bạn quan sát nó. Ok. Giờ muốn hiển thị cái chế độ dạng khối cho các bạn xem nhé các bạn. Đó, bạn muốn chọn cái phần này nè. Nó sẽ hiển thị cái phần vùng nhìn dạng khối cho bạn xem này, vùng nhìn dạng 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 2D, dạng lưới, nhìn nó hơi rõ đó, dạng khối này đó, có nhiều phần tùy chọn cho các bạn nhé. Đó, phần nhìn này nó đẹp hơn này. Đó, các bạn dễ làm quan sát nó ở dạng khối hơn nha các bạn. Rồi ok nha các bạn ha. Thì để mốt mình làm bài tập và các bạn xem bạn thực hành thì nó mới thông thạo, nó mới biết lệnh nhiều hơn nhé các bạn, chứ mà nó lý thuyết không nhiều khi các bạn không biết đâu, mình cái năng diễn đạt nó cũng hơi kém nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé, mình với các bạn đây nhé.